Ok, rồi. Thì bữa nay á là cái bữa thứ bảy ha, là cái session thứ bảy là mình học với nhau. Thì qua cái bữa ngày mai, qua hết bữa này là cái tuần tuần sau là thứ bảy nữa, thì mình sẽ nói về một cái buổi về tâm lý đi thi, cũng như là trao đổi với các bạn và những cái hỏi han gì đó về PTE, rồi những cái cách đối phó ở trong phòng thi hay làm cái gì, đặc biệt là đối với bạn Uyên với là bạn Phi là chưa bao giờ đi thi PTE lần nào. Thì anh tin chắc rằng là sau khi tới cái buổi đó là các bạn sẽ có rất là nhiều câu hỏi để các bạn hỏi. Thì muốn hỏi cái gì anh sẽ trả lời hết những cái gì mà anh biết về cái phòng thi, cũng như là những cái cách thức tổ chức, và cũng như là những cái bước đường mình làm như thế nào để cho mình ổn định tâm lý tốt nhất. Thì bữa nay á mình vẫn tiếp tục luyện tập cho cái phần speaking. Thì hôm nay á thì anh sẽ, để anh coi nè, anh cho các bạn đọc repeat sentence một chút xíu ha, đọc repeat sentence mỗi bạn khoảng 10 câu repeat sentence, xong sau đó là mình quay và mình học read aloud, và cuối cùng á thì anh cũng sẽ dò lại một chút xíu cho cái phần graphic dictation, hoặc là mình có thể mình nghe cho cái phần highlight correct word nha. Đó rồi, trước khi vào học á thì các bạn nào có hỏi gì không từ cái buổi học ngày hôm qua? Không ai nào hỏi Dạ gì em hết. không dạ dạ Rồi Phi với Uyên không thấy hỏi gì thì chắc là cũng ok ha. Rồi ok, thì bây giờ anh mời Tiến trước nha, anh share cái màn hình dạ đây. dạ vâng Ok rồi, cứ thoải mái đọc, nghe cái gì đọc cái đó ha, nhớ là cái cách anh đã chỉ, cái cách là học của repeat sentence, rồi cứ thoải mái, đừng tham nội dung, đừng tham content để làm gì ha. Cái việc này á, cái điểm nó cho cái phần speaking vẫn rất là nhiều hơn so với lại là listening. Thì mình cứ làm sao mình thoải mái và tập cho cái mic của mình á, nó nghe và nó nhớ những cái chữ nào đáng nên nghe, còn những cái chữ nó quá dài ha, đừng có để cho nó vướng víu vào đó. Ok nha. Dạ. Câu đầu tiên nè. The deadline of assignments is the 4th of February. The deadline of the assignment is the 4th February. Ừ, giỏi. Một câu. Please note, the proposal submission deadline has been extended. Please note, the proposal of deadline has been submitted. Ừ. Many species have not yet been discovered by biologists. Many species have not discovered by biology. Many species have not yet been discovered by biologists. Biology, biology, Biologists là nhà sinh vật học. yeah. Ok, rồi. Good ha. Anh thấy bắt đầu là nhớ chắc cũng có luyện tập nhiều đó ha. Tiếp nha. Yeah. The campus car park will be closed next weekend. The campus car park will be closed next weekend. Ừ, giỏi. The results of the study challenge previously held assumptions. The result of the presentation will briefly. Hơi tham rồi đúng không? Nghe Yeah. lại nè, nghe lại nè. The results of the study challenge previously held assumptions. The result of the study challenge. Ok. Tiếp nè. Please make an appointment before attending the next meeting. Leave my appointment before attending the next meeting. Please make an appointment before attending the next meeting. À. Ok, tiếp nha. Students may not use calculators in the final exams. Student may not use calculation in the final exam. Calculator. Yeah. The first draft of the presentation is almost ready. The first wrap of the presentation is almost ready. Bình tĩnh chút xíu ha, bình tĩnh chút xíu, đừng có bị cuốn theo cái nhịp điệu của nó đọc hay là này kia, cái máy nó đọc nhiều khi mình nghe cái nhịp điệu mình nhanh ha. Ha, mình cứ thoải mái, relax để mình thể hiện cái ngôn từ của nó ra ha. Tiếp nha.
Today's lecture is cancelled because the lecturer is ill. Today the lecture is cancelled because the lecturer is ill. Social work is not the only subject in sociology. Not the only subject in sociology. Câu cuối cùng nè. We can discuss education in the tutorial next week. We can discuss the education tutorial next week. Good. Okay. Right. Anh mời tới Uyên nha. Dạ. California residents don't speak English at home. California speak English at home. Okay, cái câu của nó là California residents don't speak English at home. Cái câu này em hiểu sao không? Cái bang Cali này là cái bang của người Việt Nam ở bên Mỹ nè. Ha, ý nó nói tức là California resident, tức là những cái người mà ở bang Cali này nè, họ không có speak English at home, mà họ speak cái gì biết không? Alo. Tiếng Ấn á. Hả? Tiếng Việt hả? Tiếng Việt. Tiếng Ấn. Việt. À, anh mới giải thích là cái bang Cali là cái bang của người Việt ở bên À. Mỹ, mà làm sao họ nói tiếng Ấn được? Thì cái đó là ý Em nó mà nói đọc truyền. đó. Em mà đọc truyền giờ rồi em trả lời luôn. Bang Cali này là cái bang của người Việt Nam ở bên Mỹ ha. Thì nó ý nó nói là cái bang cái resident, tức là những cái người mà ở bang Cali này nè, California này nè, hoặc là họ không có speak English at home mà họ nói tiếng Việt á. Ha, ok. Rồi tập trung chút xíu ha. Next nè. Make sure you correctly cite all your sources. Make sure you correctly cite on your sources. Okay, good. Experts cannot agree on a single definition of intelligence. Experts cannot agree definition of intelligence. Bình tĩnh nè. Ở trong đầu mình nó phải có một cái phản xạ cực kỳ nhanh là đừng có tham thông tin, nghe và đọc những cái gì mà nói, để làm sao mở miệng ra đọc là nó trôi chảy. Cái câu đó là experts do not agree with a single definition of intelligence. Nè, experts cannot agree on a single definition of intelligence. Tức là mấy cái ông mà expert chuyên gia này người ta không có đồng ý là nó có một cái định nghĩa duy nhất ha, một cái định nghĩa duy nhất cho cái trí thông minh. Đó. Nha. Thì bây giờ mình chọn là expert cannot agree on a single definition. Vậy thôi cũng được rồi. Đừng có ráng mà gắn gượng hay là cái gì nặng một cái chữ nó ra mà nó không có ra full chữ mà nửa nửa chữ của đó, rồi cuối cùng là mình bị mất điểm fluency rất là nhiều. Nhớ nha. Tiếp nè. At that time, people moved from towns to villages. At that time, people moved from towns to villages. Renewable energy sources are now used to produce electricity. Renewable energy sources produce electricity. Good. Chấp nhận bỏ ha. Nghe cái gì bỏ cũng được, chấp nhận bỏ để mình đọc cho nó trôi chảy là được. Tiếp nha, câu thứ 6. Living in the 21st century is increasingly stressful. Living in the 21st century is stressful. Ok, cũng được. The brain is our central computer of our bodies. The brain is our central computer of our bodies. The brain is central computer of our bodies. Câu này nó khá là dễ. Cái bộ não nó là một cái máy tính trung tâm của cái cơ thể của chúng ta ha. Tiếp nè. We have three distinctive libraries which are nationally acclaimed. We have three distinction claim. Nghe lại câu này nó khá là dễ. Tuy là nó có những cái từ rất là khó nghe, nhưng cố gắng đổi cái suy nghĩ của mình là nghe những cái từ dễ nghe. Có rất là nhiều từ dễ nghe trong câu này luôn. We have three distinctive libraries which are nationally acclaimed. We have three distinctive libraries nationally. Cũng được ha. Thấy không nè, we have three library. Cái từ này nè, nó vướng víu nè ha. We have three libraries nationally acclaimed. Cũng được ha. We have three libraries nationally acclaimed.
Đó, cũng được. Tiếp nha. Presentation skills are important to both universities and workplaces. Presentation skills are university and workplaces. Okay. Presentation skills are important in university and workplaces. Last one. Major sports on campus include rugby, soccer, and tennis. Major sport on campus include soccer and tennis. Giỏi, ok. Cố gắng luyện tập nhiều một chút xíu, nó tạo cho mình một cái phản xạ rất là nhanh. Chỉ trong vòng một giây thôi là mình sẽ biết được rằng là mình nên hy sinh cái gì để mình đọc để cho nó trôi chảy nha. Dạ Cái rồi. việc này nó không khó mà là mình phải luyện tập một chút xíu, đó là ví dụ như nghe nó rối nùi hay là gì chọn ngay những cái từ nó dễ để mình đọc lên nó thành một câu có nghĩa cho thoải mái nha. Dạ rồi, Rồi. em cảm ơn anh. Ok, anh mời Long Phi nha. Long Dạ Phi vâng ạ. anh cho mấy câu ngắn ngắn ở đầu chút. My favorite sports are soccer, tennis and basketball. My favorite sport là soccer, tennis and basketball. Giỏi. Collaboration is a feature of a successful company. Collaboration is a feature of a successful company. Giỏi. Successful company. Thoải mái nhẹ nhàng ha. Bớt cái độ căng thẳng lại nha. Thoải mái nha. Đừng gồng nữa, đừng gồng nữa. Học với anh không có gì mà gồng hết trơn á. Cứ thoải mái ra. Học với anh càng thoải mái, càng relax, nó càng nhẹ nhàng, nó càng hay thôi. Câu số 3 nè. Tuesday sessions will last for approximately 2 hours. Student session will last approximately 2 hours. Tuesday sessions will last approximately for 2 hours. Cái chữ approximately nó làm em khó nghe nè. Mình có thể là Tuesday session will last for 2 hours. Nhẹ nhàng thôi. Tuesday session will last for 2 hours. Cái chữ này nó làm mình vướng víu nè. Nhưng mà cái não mình nó cứ thích nhớ cái chữ này. Còn mấy cái chữ này nó quên hết. Ha. Đó. Cái chữ này kệ nó. Mấy cái chữ này nó giống như là tính từ ha, những cái tính từ li li, mấy cái trạng từ tính từ nó rất là khó nhớ ha, nó dài, nó lằng ngoằng, nó beautifully, approximately, significantly, dramatically, whatever gì đó ha, nghe rất là khó ha. Thật ra nó không có mang một cái ý nghĩa gì nhiều hết trơn á ha. Mình những cái chữ này nó mới mới là những cái từ nó ý nghĩa này đó nha. Tiếp nha. Until you complete the form, you cannot attend. Until you complete the form, you cannot attend. Ok, cố gắng đọc mượt hơn một chút xíu, nó thả lỏng người ra. Until you complete the form, you cannot attend. Vậy nha, tiếp nha. There is too much information on this topic. There is too much information on this topic. Đúng rồi, bắt đầu thả lỏng ra cho, thả lỏng ra thoải mái đọc. Tiếp nè. Children can share their lunch at around noon. Children can share their lunch on around noon. Noon, noon, noon tức là buổi trưa đó. Lunch, lunch là ăn trưa thì nó around noon. Noon là cái giấc mà 12 giờ trưa người ta gọi là noon đó. Ha. Children can share their lunch at around noon. Ha. Tiếp nhé. Student loans are now available for international students. Student loans are not available for Giỏi. Ok. The wheelchair lift has been upgraded this month. The wheelchair lift on the Thả lỏng người ra em mới nghe được ha. treatment. Em thả lỏng người ra em mới nghe được ha. Dạ. The wheelchair lift has been upgraded this month. Yeah. Nghe lại nè. The wheelchair lift has been upgraded this month. Right this upon a wheelchair lift. The wheelchair, chắc không biết cái từ này đúng không? Wheelchair tức Wheelchair là là xe lăn á, em biết cái từ đó mà đúng từ đúng rồi. sau. Oh. Đúng rồi, lift này là cái thang máy ha, cái thang máy á, tức là cái thang máy cho người mà ngồi xe lăn này nè, mới vừa được gọi là upgraded, tức là được nâng cấp vào trong cái tháng này. Đó, thì the wheelchair lift has been upgraded this month. Rồi, câu cuối cùng nha. All undergraduate students should participate in the seminar.
all undergraduate students or applicants in a seminar. Ok, bình tĩnh nè, relax nghe lại nè. All undergraduate students should participate in the seminar. All undergraduate students should participate in seminar. All undergraduate students should participate in the seminar. Cái chữ này nó khó nè, đúng không? All từ này nhưng mà nó student nó giờ quá ha. Đó. All student should participate in the seminar cũng được, không sao hết. À, bởi vì mình cái nào mà mình chưa nghe được mình nhắm nó khó quá mình bỏ đi, cái undergraduate hay là này kia gì học viên các cái tuổi mà sinh viên mà chưa ra trường hay là undergraduate hay là graduate hay whatever gì thì cuối cùng cái gốc của nó vẫn là gì, all student must should participate in in seminar, có khác cái nghĩa đi chút xíu nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu, hiểu không? All student should participate in the seminar cũng được vậy. À ok right. Bây giờ mình đọc read aloud nha. Ai anh chung rồi. Tí nữa mà có thời gian anh chung review thêm mấy cái phần mà chỗ read đi nữa, chung mấy cái phần mà cái tiếp chẳng như là chọn mấy cái câu multiple choice rồi. Anh rất sơ hơi được. Ok, được, ok, right. Rồi bây giờ read aloud các bạn có muốn đọc thử mấy cái câu khó mà nó mới add vô của PT này không, của này không, hay là các bạn thích đọc vẫn trong tháng 11 thôi? Mình chơi mấy câu mới đi anh. Dạ, mới ha, mới luôn ha, ok, mới khó lắm á nha, mới khó lắm đó. Rồi ok, anh mời Tiến trước nha. Ủa sao không bạn nào lên tiếng vậy, hồi nãy anh mời tiếng mà tiếng. Em quên unmute. À ok không sao ha, rồi tính là nãy giờ em đang đọc quên mất tiêu rồi. Bây giờ ready chưa? Dạ đâu đi rồi anh, ready ha, 1 2. Paul Gadot, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Earth and Sciences at the Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which are currently not on a track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Ok, rồi. Cho thời gian thêm một chút xíu nữa. Anh biết những câu mới này, những cái từ nó rất là khó luôn. Cho thời gian thêm lại một lần nữa ha, thoải mái. Đọc giảng âm ra, xong sau đó quay lại đọc thật nha. Paul Gaudet, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences at Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which we are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Rồi, đọc đi anh nghe. Paul Gaudet, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Earth and Sciences at Indiana University, has stated that even if the world managed to achieve the ambitious of goals of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels.
Ok, hơi khó đúng không? Cái Dạ. chỗ này là mình đã là an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences at Indiana University. Cái này nè, cái thằng cha này nè, chả nhiều chuyện là chả chả làm cái con khỉ khô gì đó ha, nó rất là dài dòng. Vì mình nhìn đây, mình nhìn nè ha. An assistant research scientist nè, in the Department of Earth and Atmospheric Sciences nè. Đó, cái department này nè, cái department nó ở đâu? Nó at the College of Arts and Sciences at Indiana University. Thì ví dụ như mình ngắt ra, để mình ngắt ra tới cái chỗ này nè. Ha, là cái department, là cái tên của cái department, là cái anh cha này trả là phụ tá của cái nhà nghiên cứu nào đó ha, của cái ông khoa học nghiên cứu nào đó. Tới cái department này, thì cái department này nó ở đâu? At the College of Arts and Sciences at Indiana University. Thì cái này mình đừng ngắt ra, at the college đây nè. Đó, mình ngắt ra ở chỗ này nè. Đó, tới đây nè. Chỗ đây nè, sciences nè, xong rồi mới at the College of Arts and Science nè, tới đây nè ha. Đó, right. Has studied that even if the world manages to achieve the ambitious goals of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which we are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Right. Anh đọc mẫu nè. Ha. Paul Goddard, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences at Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goals of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which we are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Rồi, ok. Hơi khó, nó sẽ làm cái tâm lý mình bị ảnh hưởng một chút xíu, nhưng mà thả lỏng thoải mái ra. Rồi, nhẹ nhàng đọc thôi. Paul Goddard, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences at Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea level. Ok, cố gắng mình dạo cho mình giữ cái độ trôi nó một chút xíu nữa. Paul Goddard, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences at Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which we are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Lại lần nữa ha. Paul Goddard, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences in the Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Khá là ổn ha. Ok. Thấy khó không? Dạ khó. Ủa, chắc anh Trung. Sao? Em đang sợ là lúc mà đi thi nó ra những câu này á, thì bình thường nó cho mấy chục giây là em hay là chỉ đọc phát một. Dạ. 40 giây. 40 giây ha. Và nhớ rằng trong 40 giây nè, mình vẫn đầy đủ thời gian và mình đọc như thế này nè. Paul Goddard, an assistant research scientist in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at the College of Arts and Sciences at Indiana University, has stated that even if the world manages to achieve the ambitious goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which we are currently not on track to do so, there will still be a significant rise in sea levels. Đó, thoải mái chậm rãi như thế. Xong rồi đó, bắt đầu mình quay lại ha. Nói sao? Mình vẫn dư thời gian ha. Miễn sao là mình đừng có rối rắm ở trong cái tâm lý của mình, nhớ là thoải mái. Và cái việc để mà mình đọc cho cái phần giảng âm mà nó trôi chảy như thế, tức là đòi hỏi là cái mình ở nhà mình phải tiếp xúc với nhiều dạng từ lên. Chứ không ai tài giỏi gì mà ví dụ như gặp một cái từ mà nó mới tinh tình tình không bao giờ biết đọc.
thì cũng phải mất thời gian thôi. Còn ví dụ như là anh hướng dẫn nhiều, anh đọc nhiều, anh đọc cả ngàn lần ở trong này rồi, thì đương nhiên là cái phản xạ từ của anh gặp cái từ thì anh sẽ biết đọc nó nhiều hơn các bạn thôi. Thì cái đó là nó chẳng có hay ho gì hơn, chẳng phải là anh hay ho gì hơn các bạn, mà anh luyện tập nhiều hơn các bạn thôi. Nói như vậy á. À, đó, thì mình luyện tập đủ nhiều rồi xong mình bước vào phòng thi mình sẽ thấy là các cái chữ này nó quen thuộc. Tại tại em đang sợ là khi đi thi á em Ừ. không biết chia cái câu như nào, tại vì như một câu dài nhiều khi không có đủ, không nghĩ đủ thời gian để mà chia được cái câu mà nó hay á. À ok, thì bây giờ nếu như mà không đủ thời gian để chia một cái câu nó hay á thì mình thường á là mình sẽ thường là mình chia, một là ngay cái chữ that, thì mình nhìn cái chữ that á là nó là giới từ của cái từ, cái động từ trước đó, hay là nó that nó đại diện cho cái gì. Nếu như that nó đại diện cho cái gì thì mình ngừng trước cái chữ that, mà that mà nó đứng sau, nó không phải là đại diện cho cái gì mà nó giới từ của cái động từ trước đó thì mình ngừng sau cái chữ that là một. Thứ hai, mình có thể mình ngừng sau cái chủ ngữ của một câu. Chủ ngữ của một câu. Chủ ngữ của một câu là ví dụ như là if the world manages to achieve the ambitious goals of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, ha? Thì hãy tới đây là thấy cũng nghĩa nghĩa rồi đó. The above the industrial levels. Thì mình luyện tập nhiều thôi thì mình sẽ có một cái cảm 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 nhận của mình nó là như vậy, chứ còn bây giờ mà nó cũng không có nguyên tắc nào để mình chia cho nó chuẩn được hết trơn á, nó tùy cái ngữ nghĩa nữa. À, nhưng mà như vừa rồi đó em đọc là nó cũng hay đó ha. Là anh thấy đó, mình giảm cái tốc độ lại để mình thấy, tại mình gặp những câu mới mà chạy nhanh đó là mình rớt, là mình đọc giống như là mình hát nhạc rap hay là tiếng Việt ở trong cái buổi thi tiếng Anh à. À ok ha, có lời khen với em là cái câu này nó khá là khó, ngay câu mới mà chỉ một hai lần như vậy mà em đọc được như vậy là ổn. Ok, Cảm ơn. anh mời bạn Uyên nhé. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and to impress by testing a new technique research aimed at replace the energy intensive chemical engineering processes that have been in use since the Em early. bỏ qua thời gian đi nha, bỏ qua thời gian kệ nó. Sorry, this innovative approach of a promising solution to green industry will be reducing a carbon footprint and minimizing resource consumption. Đừng căng thẳng quá, cái chữ này mà đọc sai với lại cái người background như em là không có chấp nhận được. Chữ này đọc sao? Minimizing kiểu Minimizing, minimum với lại là minimize, minimize. đúng không? Ừ. Rồi bình tĩnh ha, học cái gì hết, anh đã pause hết cái thời gian rồi, bây giờ đọc chậm rãi thoải mái lần nữa đi. Xong rồi mình đọc thật. Em đọc không anh đi. Ừ. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact by testing a new technique. Researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes. Đâu ai nói gì đâu, dạ gì em. Em nghe nói em nghe khoáng khoáng. Đâu có, anh đâu có nói gì đâu. Anh đâu nói gì đâu. À, để em Lại đọc đi. lại. À. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact by testing a new technique. Researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the
early 20th century. This innovative approach offers to a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Ok, đọc chậm cho em nghe để mình kéo cái độ trôi của nó nè ha. Câu này đúng là câu mới, nó hơi khó ha. Liquid metal hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact. By testing a new technique, researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Em nhìn vào đây nè. The energy intensive chemical engineering processes. Tại sao anh highlight nó lên là bởi vì nó là một cụm danh từ ha, và cái chữ that này nè ha, nó là đại diện cho một cái đống bùi nhùi ơn trước đây nè ha. Đó là nó that have been used, thì trả lời cho bằng Thái á, thế ví dụ như câu này thì mình thấy là đây nè. Cái task này nó đại diện cho này nên là mình ngừng ngay cái chỗ process này nè. Researchers aim to replace the engineer energy. Researchers aim to replace the energy intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. Task này nó đại diện cho một cái đống bùi nhùi trước đây nè. Đó, the energy intensive chemical engineering processes. Đó, thì mình có thể mình nghĩ cái chỗ này. Đó, xong mình mới là that have been used. Right. Bây giờ Uyên bình tĩnh ha, đọc lại lần nữa nha. Yeah. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact. By testing a new technique, researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Okay, right. Cái khúc đầu á, mình đọc và mình vào á, nó hơi nhanh. Thật ra nó không nhanh so với anh, nhưng mà nó hơi nhanh so với cái phản xạ từ của bạn. Thành ra tới cái chỗ này là bắt đầu là bạn khựng lại, bởi vì cái phản xạ từ bắt đầu nó lệch với cái miệng. Đó. Nên là mình bình tĩnh chút xíu. Liquid metal hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact. By testing a new technique, researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Lại nha. Yeah. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact. By testing a new technique, researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industries by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Ổn hơn một chút xíu rồi đó ha. Yeah. Mềm mại, thoải mái, cho nó mượt mà một chút xíu nữa ha. Cái này, lúc nãy mình đọc nó vẫn còn là nó chưa có thật sự nó mềm mại, nó chưa có thật sự mượt. Thoải mái, relax ra, đọc thêm một lần nữa ha. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact. By testing a new technique, researchers aim to replace the energy-intensive chemical Đi lẹo lừa luôn ấy. À, bình tĩnh nè, thoải mái, thả lỏng ra, đừng có gồng nữa. Em đọc nó vẫn rất là gồng, đừng gồng nữa. Liquid metal hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact.
by testing a new technique, researchers aim to replace the energy's intensive chemical engineering processes that had been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Ha. Được rồi. Liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact. By testing a new technique, researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. Okay, right. Giảm cái âm thanh của mình đọc xuống một chút xíu, nó sẽ giúp cho mình mềm mại hơn ha. Giảm cái âm thanh. Ok, câu sau sẽ hướng dẫn tiếp. Ok, tiếp nha, mời Long Phi. Dạ vâng. Có ha, Long Phi cứ ignore cái thời gian đi. Dạ, em nhờ viên kẹo cho nó bình tĩnh. According to Benjamin, our lecturer and undergraduate research in the Department of Chemical and Biological Engineering manage biological inquiries such as common themes of exploring how complex patterns and sites develop from radical cultures of cells. The study employs applied physical and chemical mechanism to account for complex biological phenomenon. Phenomenon. Cái từ này hình như có trong Rick Allow anh chị biết thêm phenomenon. Phenomenon. Nó phenomenon. Nó là số ít, mà phenomena nó là số nhiều. Nó có hai từ, số ít và số nhiều, nó khác nhau chứ không phải là thêm SEO đâu ha. Ok, anh đọc chậm cho em nghe các cái âm tiết nè ha. Cái tên này Benjamin Alessio này mình có sai cái tên riêng, nó cũng không có đến nỗi nào, nên không phải lo, không có, đừng có để vướng víu cái đầu óc vô cái chỗ này, cái tên riêng thôi, đọc sai cũng đúng rồi thôi, không sao hết. According to Benjamin Alessio, an undergraduate researcher in the Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquiries share a common theme of exploring how complex patterns and shapes develop from a spherical cluster of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for a complex biological phenomenon. Phenomenon. Yeah. Phenomenon. Rồi bây giờ đọc giãn âm chậm rãi ra một lần nữa đi, xong rồi đọc. Mechanism. Yeah. According to Benjamin Orlesio, an undergraduate researcher in Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquirers share a common theme of exploring how complex patterns and sites develop from the physical culture of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for a complex biological phenomenon. Cái chữ này mình đọc là biological. 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 Bi một âm, o một âm, lo một âm, g một âm, khổ một âm. Biological. Biological. Không nhắn chỗ nào thấy hả anh? Biological. Logical. Biological. Đúng rồi. Biological. Đúng rồi. Còn cái chữ này mình đọc là inquiry. Inquiry. Yeah. Inquiry. Ha? Inquiries. Inquiry. Yeah. Đúng rồi. Ha? Inquiry. Biological. Người trước em đặt cái từ đây mà anh không biết. Biological. Dạ yeah, là. Em đọc đã nha. According to Panchoma Alessio,
an undergraduate researcher in the Department of the Chemical and Biological Engineering. Many biological inquiries share and common them of exploring how complex cultures and cells develop from spherical culture of cell. The study employs a specific physical and chemical mechanism to account for a complex biological phenomenon. Ok, anh thấy em tiến bộ rất là nhiều. Một câu khó như thế này mà em đọc qua một hai lần luyện tập mà em đọc được như vậy là anh thấy em tiến bộ rất là nhiều luôn á. Chứng tỏ Mới là... mà như viên kẹo cho cái em không có rung chút. À ok, ok. Anh thấy tiến bộ rất là nhiều, kể cả trong cái tâm lý cũng như là trong cái cách đọc. Và những cái từ khó này mà em đọc nó không đến nỗi giống như là mấy bữa là mình bị đánh vần, hay là mình cứ ấy lên ấy xuống rồi xong mình quay lại mình bực mình rồi mình cứ xin đọc tới đọc lui ha, rất là ổn luôn. Anh nghe mặc dù là nó chưa hoàn chỉnh nhưng mà anh nghe anh thấy cái sự tiến bộ trong đó rất là nhiều luôn ha. Nghe em đọc thêm lần nữa xong rồi em đọc ha. According to Benjamin Alessio, an undergraduate researcher in the Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquiries share a common theme of exploring how complex patterns and shapes develop from a specific cluster of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for a complex biological phenomenon. According to Benjamin Alessio, an undergraduate researcher in the Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquiries and common them of exploring how complex patterns and cell development from the chemical culture of cell. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for complex biological phenomenon. Bây giờ tẻ hơn nã. Không sao, ok. Mechanisms. Mechanism. Mechanism. Cái chữ has này coi như là nó âm cầm nè. Mechanism. M-E một âm nè. C-A một âm nè. Mechan nè. Ni nè. Zm. S-M đọc là zm. Mechanism. 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 Anh Tùng chấm. Cho em, nghe. Em hỏi một sĩ là ví dụ trong khi mình đọc mà mình đọc đúng mà mình nhận trong âm đi sai thì có bị ảnh hưởng đến cái từ đó anh? Anh cũng không nghĩ là nó ảnh hưởng cái gì đâu. Anh không nghĩ là nó ảnh hưởng gì đâu. Tại vì mình học là mình đọc cho nó thoải mái, chứ còn ví dụ như là gọi là mình học gọi là chuẩn chỉnh để mà hàn lâm để mà đi dạy người khác, hay là gọi là nghiên cứu về về ngôn ngữ học á, thì mới phải là đúng từng chút một. Chứ còn bản thân anh cũng không có tự tin là anh sẽ nhấn nhá hết đúng các cái âm tiết hay là ở trong này ha. Và anh nói thật là anh cũng không hướng dẫn các bạn gọi là phải đúng trong âm đúng gì sao. Nếu mà dạy mà như hướng dẫn như vậy á, mà gọi là hàn lâm á, gọi là hàn lâm học sĩ á, thì các bạn học cả năm chưa chắc gì các bạn đọc đúng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà có những cái chuyện tức là sao, cái tiếng Anh nó như thế này, giống như mình đọc đó là tự nhiên mình sẽ có những cái nhấn trọng âm mà nó đến từ cái chuyện tự nhiên, giống như là biological phenomenon ha, thì tự nhiên nó tới thôi, chứ không phải là mình đọc là cái chỗ này là mình phải nhấn là no nè, phenomenon ha, là gì phải là account hay là vậy. Anh không có vậy, mình đọc là tự nhiên mình cảm nhận được cái đó mình đọc thôi, chứ còn anh bản thân anh cũng không có biết nhấn trọng âm một cách nó gọi là 100% nó chính xác đâu, mà anh đọc nó tự nhiên thôi à. Dạ anh cảm ơn. Ok. Rồi, bây giờ Long Phi ha, bình tĩnh thoải mái, thả lỏng ra ha. Rồi, đọc lại lần nữa đi nha. According to Benjamin Alessio, according to Benjamin Alessio, an undergraduate research in the Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquiries share a common theme of exploring how complex patterns and cells develop from a chemical cluster of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for complex biological phenomena. Bình tĩnh một xíu, đọc nó thoải mái chậm rãi một chút ha, không có gì đâu mà phải giữ cái đồ trôi chảy bằng cách là rượt chữ dằn như vậy ha. According to Benjamin Alessio, an undergraduate researcher in the Department of Chemical and Biological Engineering,
Many biological inquiries share a common theme of exploring how complex patterns and shapes develop from a specific cluster of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for a complex biological phenomenon. Nghe đọc thấy 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 nhẹ nhàng, thấy thoải mái không? Yeah. Ừ, chậm rãi không? Cứ thoải mái đọc vậy ha. Ok, right. According to Benjamin Olasio, an undergraduate research in the Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquiries share a common theme of exploring how complex patterns and spines develop to form spherical cultures of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for complex biological phenomena. Đọc biết sao nhưng mà đọc luôn. À, ok, biết rồi ha. Nó xa là tại vì sao? Mình đọc nhanh hơn cái phản xạ từ của mình á. À dạ. Mình đọc nhanh hơn cái phản xạ từ của mình á. Thành ra là mình thấy là mình đọc theo quán tính luôn. Chứ mình không có phát âm ra được là mechanism. Dạ. À. À. Tới câu tới nữa, nếu như nó khó thì cứ phải giảm tốc độ lại đã. Cái việc này là mình đang luyện tập, không có gì hết. Đừng có rượt ha. Đó. Tiếp nha. Anh mời Tiến nha. Yeah. Although it is unclear how often neuropsychiatric events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of a commonly prescribed antiviral medication for treating flu in children become controversy that have raised concern among parents and medical professors alike. Although it is unclear how often neuropsychological events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of a commonly prescribed antiviral medication for treating flu in children has become a subject of controversy that has raised concern among parents and medical professionals alike. Ok. Nghe anh đọc chậm để biết mình sai cái chỗ nào nè. Anh chưa chỉ ha. Although it is unclear how often neuropsychiatric events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of a commonly prescribed antiviral medication for treating flus in children has become a subject of controversies that has raised concerns among parents and medical professionals alike. Yeah. Cái chữ này nãy đọc sao? Yeah, đọc là prescribed. À, không có bịch ha. Prescribed, ha. Subscribe, nhớ không? Thì cái này mình đọc là prescribed. Prescribed antiviral medication. Cái chữ này hơi khó nè. Neuropsychiatric. 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 Yeah. Rồi, đọc đi. Yeah, để đọc. Yeah. Although it is unclear how often neuropsychiatric events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of commonly prescribed antiviral medication for treating flu in children has become a subject for controversy that has raised concerns among parents and medical professionals alike. Okay. Nghe đọc thêm lần nữa nè. Although it is unclear how often neuropsychiatric events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of a commonly prescribed antiviral medication for treating flu in children has become a subject of controversy that has raised concern among parents and medical professionals alike. Yeah. Sao cười? Yeah, okay, hay quá. Cái chữ này mình đọc là event chứ không có even. Event. Ha, even là nó không có chữ T nè. Chữ S thì cái chuyện số nhiều thì không nói, không có chữ T thì mình đọc là even. Còn mình đọc có chữ T là mình đọc là events ha. Đi dự event á, hội thảo event á. Đây, đây là cái chữ này nè ha. Rồi. Bình tĩnh lại ha, đọc thoải mái, relax mà đọc không có gì hết. 1 2 3
Although it is unclear how often neuropsychiatric events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of commonly prescribed antiviral medication for treating flu in children has become a subject of controversy that has raised concerns among parents and medical professionals alike. Ok, em thấy là ngắt nghỉ đúng chỗ hay chia cụm đúng chỗ, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho cái việc mình đọc hay luôn á, đúng không? Yeah. Đúng không? Hay mình ngắt nghỉ mà đúng chỗ là tự nhiên á, mình cảm giác là nó rất là thoải mái, cái hơi thở và cũng như là cái phản xạ từ mình với lại là cái mắt mình á, nó quất giống như là một cái bánh răng mà nó khớp với nhau vậy đó ha. Hả, mà tự nhiên nó trật ra một cái, tức là nó phá hủy, nó bị mà mình ngắt mà sai chút á, là nó phá hủy, tức là giống như bánh răng mà răng trước răng sau mà nó quay trật khớp một cái là nó phá hủy hết tất cả. Yeah. Ha. Rồi, ok, ngắt nghỉ đúng chỗ rồi đó, thoải mái, relax là dạo chơi trong cái câu chữ của mình, đọc lại thêm lần nữa, thoải mái ra, thật sự thoải mái, thả lỏng ra đọc ha. Although it is unclear how often neuropsychiatric events occur in children in the United States as a result of influenza, the use of commonly prescribed antiviral medication for treating flu in children has become a subject of controversy that has raised concerns among parents and medical professionals alike. Ok, khá là ổn ha. Good. Anh mời tiếp bạn Uyên nha. Dạ. This may not be very well known, but Arctic Ocean is enormous amounts of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by a further warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas burgeoning in the atmosphere in our own mystery that scientists try and solve. Cái chữ này mình đọc là cái gì nè? Your methane. Okay, rồi. Rồi, đọc đi. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amounts of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by a further warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas burgeoning in the atmosphere is an important mystery that scientists are trying to solve. Right. Anh đọc giảng âm ra nè để em biết là mình đọc để mình chia như thế nào nè ha. Yeah. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amount of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by a future warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas budget in the atmosphere is an important mystery that scientists are trying to solve. Right. Đọc lại lần nữa ha, trước khi anh muốn nghe em đọc lại lần nữa trước khi anh đọc mẫu cho em nghe. Yeah. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amounts of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by a future warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas burgeoning in the atmosphere is an important mystery that scientists are trying to solve. Ok, cũng khá khá ổn rồi ha, mặc dù nó chưa có độ trôi và mượt mà lắm. Giờ anh đọc nè. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amount of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by a future warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas budget in the atmosphere
It's an important mystery that scientists are trying to solve. So, escape. Sao? Cái này là escape nè. Escape. Methane nè. Methane. Intensify. Methane anh đọc là gì? Methane. 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 Huh? Methane. Right. Giảm bớt cái âm lượng lại một chút xíu ha. Đừng có xì gió hay là nhiều quá ha. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amounts of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified for a future warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas budget in the atmosphere is an important mystery that scientists are trying to solve. Right. Thoải mái đọc lại ha. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amounts of the potential greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by the future warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to the greenhouse gas budget in the atmosphere is an important mystery that scientists are trying to solve. Em vô cái khúc đầu nó hơi nhanh á, nên nó đẩy cái tốc độ của cái đoạn này nó nhanh á ha. Cái câu này có vẻ là nó quá dễ với em nên là em vô nó hơi nhanh. Rồi xong cái khúc sau này á, cái phản xạ từ mình nó xử lý những cái từ này chưa có kịp á, nhưng mà nó bị theo một cái pace này nè. Cái pace tức là cái tốc độ của cái đầu tiên, it may not be very well known, nó dễ quá đi. Thành ra là em chạy, thành ra cái khúc này em bị lủng củng. Giảm tốc độ lại một chút xíu nữa. It may not be very well known. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amount of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by a future warmer ocean. The potential for this gas to escape the ocean and contribute to greenhouse gas budget in the atmosphere is an important mystery that scientists are trying to solve. Lại nhé. À, anh em chưa hiểu cái này, anh nói em là giảm âm lượng là giảm như răng rắn. À, giảm tức là ví dụ em đọc nó hơi to quá, nó thành ra là nó đẩy cái hơi của mình lên á, thành ra là nó hơi căng, bởi vì sau khi em phát khi mà em đọc nó lớn quá đó, nó hơi lớn á, thành ra là cái tốc độ em phát cái hơi ra nó đẩy nó mạnh ra đó, thì thành ra là nó đẩy cái tốc độ lên nó nhanh so với lại là cái phản xạ từ của mình. Thì mình giảm, mình mềm mượt nó lại một chút xíu nữa. It may not be very well known. It may not be very well known, but Arctic Ocean lists enormous amount. Như vậy nó sẽ bị đẩy cái tốc độ nó lên nhanh mà mình mềm mượt nó ra một chút xíu. Ha. Khác nhau gì đó. Yeah. Okay. It may not be very well known, but the Arctic Ocean lists enormous amounts of the potent greenhouse gas methane. This list has been ongoing for thousands of years, but could be intensified by the further warmer ocean. The potential for this gas is kept the ocean and contribute to the greenhouse gas budget in the atmosphere is an important mystery the scientists are trying to solve. Em đọc con sái như bị sái mẹ tư cha đấy. Không sao hết, anh nghe vẫn rất là ổn á, anh nghe là cái version mới vừa đọc khá là ổn đó ha. Anh nên nhớ rằng những câu này á mà khi đi thi á là nhiều lắm là mình gặp một câu một thôi, không có câu thứ hai đâu, một câu một khó thôi. Thường đó là những cái câu mà nó khó như thế này á, nó sẽ cho, tức là trong cả một cái bài thi thường nó sẽ cho một câu để nó phân định rạch ròi giữa cái khả năng của những người 65 hoặc là 79 và những người thấp hơn. Đó là những câu như thế này nè. Chứ còn bình thường nó không có ra nhiều đâu. Ví dụ bạn đi thi mà gặp ví dụ như mà toàn những câu mới mà khó như thế này, nó rất là khó luôn. Ha. Tiếp nha, anh mời Long Phi. Dạ vâng. Ology. Sociologists and interested in a wide range of topics. From micro-level interaction between individuals to micro-level structure of society, they seek to identify patterns and trends in social behavior.
and to develop theories that explain the phenomena through their research. Sociology aims to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Ok, bây giờ này nhắc là hồi nãy á, là mình đọc cái chữ phenomenon. Phenomenon là thấy cái chữ ở nó trước không? A complex, whatever gì đó, phenomenon. Thì nhớ là phenomenon đó là số ít. Còn cái này nó là these phenomena. Phenomena này là số nhiều của phenomenon đó. Chứ không phải là phenomenon mà thêm s vô là nó thành nhiều đâu ha. Phenomena này mới là số nhiều nè. Giống như là con phenomena. Giống như con chuột vậy đó. Mouse là cái con chuột số 1, một con chuột, nhưng mà nhiều con chuột mình đọc là mice, nhớ không? À dạ. Dạ. Nhớ ha. À ok, dạ. Đó, có nhiều cái từ nó đặc biệt như vậy đó ha. Ok. Rồi, cái chữ này mình đọc là sociologist. Sociologist ha, sociologist. Right. Sociologist. Đúng rồi ha. Cái chữ này mình đọc là true. Đúng rồi, through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of societies and help address social problems. Right, thoải mái đọc giảng âm ra, xong rồi mình đọc, thật nha. Yeah. Sociologists are interested in a wide range of topics, from the micro level interaction between individuals. Macro level structure of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior and to develop theories that explain the phenomena through their research. Sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Nghe anh đọc giảng âm nè, em đọc giảng âm mà vẫn còn rất là căng và vẫn rất là vội. Giảng âm bình tĩnh thôi. Sociologists are interested in a wide range of topics, from the micro level interactions between individuals to the macro level structures of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior and to develop theories that explain these phenomena. Through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Đó, giảng âm là vậy á. Ha. Rồi, thoải mái nha, mình đọc giảng âm để mình giữ được cái sự thoải mái và mình giữ được cái nhịp độ, mình bình tĩnh. Đó, xong sau đó mới đọc nha. Rồi bây giờ thoải mái chưa? Đọc nha, đừng có vội, đừng gấp gì hết trơn á. Sociologists are interested in a wide range of topics, from the micro-level interactions between individuals to micro-level structure of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior and to develop theories that explain the phenomena through their research. Sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Như vậy là rất là ổn. Như vậy là rất là ổn ha. Đừng có gấp, đừng có vội, đừng có chạy nhảy hay là cái gì hết đơn, không có gì lo lắng ha. Đọc cái chữ này sai nè. Em. 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 À, tức là nó nhắm tới, nó hướng tới. Sociologist em, tức là sao nhắm tới cái việc mà contribute, tức là cung cấp ha. Cung cấp cho cái sự hiểu biết về xã hội, understanding of society. Đó, ok. Rồi, anh đọc mẫu nè. Sociologists are interested in a wide range of topics, from the macro level interaction between individuals to the macro level structure of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior and to develop theories that explain these phenomena. Through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Đọc lại nhé. Dạ. Sociologists are interested in a wide range of topics, from the micro-level interaction between individuals to micro-level structure of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior
and to develop theory and explain the phenomena through their recent sociological aim to contribute to order understanding of society and to help address social problems. Cuối vẫn vội, bình tĩnh thôi, thoải mái, nhẹ nhàng. Ha. Through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Yeah. Rồi, đọc lại thêm lần nữa nha. Nhớ thoải mái thôi, chậm rãi, bình tĩnh thôi, không có gì phải vội hết. Sociologists are interested in the wide range of topics, from the micro-level interaction between individuals to micro-level structure of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior and to develop theory and explain the phenomena. Through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Có cái sợi dây gì để anh nắm anh níu em chậm chậm lại được không? Nhanh hả? Khúc cuối là nhanh mà dạ. Khúc cuối là lúc nào cũng bị rượt ha. Thật ra là ở trên á, anh không biết là chắc em quen chữ hay là gì á, nó có vẻ hơi nhanh so với là cái tốc độ mà anh cảm nhận về em, nhưng mà khúc cuối là lúc nào cũng bị vậy nè. Through their research, có dấu phải để không có chịu nghỉ. Through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of society. Through their research, sociologists aim to contribute to our understanding of society and to help address social problems. Nghĩ chỗ này nè, nó giúp cho cái phản xạ từ mình nó kịp. Đọc thoải mái lại, bình tĩnh lại, thoải mái, nhẹ nhàng đọc. Không ai rượt mà chạy hết trơn á. Nhớ là anh nắm sợi dây anh níu em lại, chứ anh không có rượt em chạy đâu. Em đọc lại lần nữa. Ừ. Sociologists are interested in a wide range of topics, from the micro-level interaction between individuals to the micro-level structure of society. They seek to identify patterns and trends in social behavior and to develop theory and explain the phenomena. Through their research, sociologists aim to contribute our understanding of society and to help address social problems. Vẫn chưa được lắm đúng không? Cố gắng. Ok, nhưng mà anh thấy cái sự tiến bộ rất là nhiều qua từng cái buổi học, qua từng cái mỗi lần đọc ha. Thì thật ra cái việc mà mình tiến bộ hay không á, ngoài trừ cái việc là học sửa với anh là anh sửa về mặt phát âm nè. Nếu như mà có những câu mới hay này anh sửa về mặt phát âm nè thì nó cũng có chừng mực thôi. Nhưng mà anh sửa về mặt tâm lý nè, để hiểu được cái tâm lý của mình tiếp cận với mỗi cái câu á, cái này nó mới quan trọng. Chứ còn anh sửa phát âm thì hàng cái cuốn từ điển mà nó 60.000 từ, 70.000 từ, 80.000 từ, không thể nào anh sửa hết được phát âm đó, và bản thân anh cũng không thể nào biết đọc hết mấy chục ngàn từ đó. Thì tới từ nào anh biết thì anh sửa thôi. Nhưng cái quan trọng là cái tâm lý của mình khi tiếp xúc với một cái câu mới, cái tâm lý của mình tiếp xúc với từng câu chữ, cái đó mới là cái gốc để mình tăng cái phản xạ từ của mình lên. Và từ đó đó, khi mình học á, mình học ở nhà hay mình luyện tập ở nhà đó, đó, thì mình tiếp xúc với lại càng những cái câu chữ này kia thì mình nhớ rằng cái tâm lý khi anh hướng dẫn mình tiếp xúc và cái cách của mình đọc giảng âm nó như thế nào, và từ đó, đó mình bắt đầu mình gia tăng để mình tập lên ha. Chứ không thể nào mà học 8 buổi với anh gọi là từ một cái người mà 30-40 mà lên một cái vèo lên 60 được, nhưng mà mình biết cái cách để mình luyện tập vậy ha. Anh thấy Long Phi là qua từng cái buổi học là thấy cái sự tiến bộ của bạn lên rất rất là nhiều luôn. Em cảm ơn. Ok, right, tiếp ha. Bây giờ mỗi bạn một câu nữa, rồi xong sau đó là anh sẽ dành thời gian anh nói qua một chút chút về cái phần reading, xong sau đó là mình kiểm tra một chút xíu nữa trong cái phần graphic dictation. Ok không? Right, anh mời Tiến nha. In the 1980s, in the 1980s, geophysics made a startling discovery. Two continent side blocks of unusual material were found deep near the center of the Earth, one beneath the African continent and one beneath the Pacific Ocean. Kể thời gian đi ha. Kể thời gian đi. Kể nó. Câu này khó. It plot is twice the size of the moon and likely composed of different proportion of elements than the mantle surrounding it. In the
In the 1980s, geophysicists made a startling discovery. Two continent-sized blocks of unusual material were found deep near the center of the Earth, one beneath the African continent and one beneath the Pacific Ocean. Each block is twice the size of the moon and likely composed of different proportions of elements than the mantle surrounding it. Ok, rồi, bình tĩnh ha. Cho đọc lại thêm lần nữa cho nó hay hơn và nó mượt mà hơn. Phát âm không có gì đáng nói để mà sai nữa hết á. Ha, đọc nó cũng khá là ổn, nhưng mà nó chưa có được mượt mà, nó chưa có cái độ trôi của cái người người ta biết cái cách chia cái đoạn nó. Bây giờ đọc lại thêm lần nữa thoải mái ha, bình tĩnh để mà chia đoạn để mà đọc lại cho nó đàng hoàng. In the 1980s, geophysicists made a startling discovery. Two continent-sized blocks of unusual material were found deep near the center of the Earth, one beneath the African continent and one beneath the Pacific Ocean. Each block is twice the size of the moon and likely composed of different proportions of elements than the mantle surrounding it. Good ha. Bây giờ chỉ cần là mình ngắn cái những cái cụm á, mình nghĩ nó ngắn là chút xíu thôi ha, là ổn, chia nó đúng rồi đó. In the 1980s, geophysicists made a startling discovery. Two continent-sized blocks of unusual material were found deep near the center of the Earth, one beneath of African continent and one beneath of the Pacific Ocean. Each block is twice the size of the moon and likely composed of different proportions of elements than the mantle surrounding it. Khá là ổn ha. Anh đọc mẫu nè. In the 1980s, geophysicists made a startling discovery. Two continent-sized blocks of unusual material were found deep near the center of the Earth, one beneath the African continent and one beneath the Pacific Ocean. Each block is twice the size of the moon and likely composed of different proportions of elements than the mantle surrounding it. Yeah. Em có thấy rằng trong cái cách đọc của anh nó khác em một chút xíu là cái gì không? Cái sự nhẹ nhàng. Ha, mình chia cụm mình đọc nó tốt rồi, nhưng mà trong cái voice của mình, trong cái cách mình đọc đó, nó vẫn còn một cái sự cứng và vẫn còn có gồng, hiểu không? Yeah. Ha, mình mềm mượt hơn, tức là mình nhẹ nhàng, mình thoải mái, mình thả lỏng ra để mình thông dong mình đi. Ha, em chia với anh chia nó chẳng có khác gì nhiều nhau cả, chia cụm hay này kia vậy đó. Phát âm cũng không có đến nỗi nào ấy ha, mình thả lỏng người ra để mình đọc. Ha, còn của mình á, của em đọc á, là nó vẫn hơi gằn, nó vẫn hơi kiểu giống như là kiểu giống như là gắn gượng cái gì đó, nó vẫn còn bị gò ép cái gì đó, biết không? Vì mình thả lỏng ra để mình thoải mái một chút xíu ha, mình relax ra một chút nha. Rồi, right. Lại lần nữa nha. In the 1980s, geophysicists made a startling discovery. Two continent-sized blocks of unusual material were found deep near the center of the Earth, one beneath of the African continent and one beneath the Pacific Ocean. Each block is twice the size of the moon and clearly composed of different proportions of elements than the mantle surrounding it. Em thấy đọc nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn, nó đỡ mệt mình không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Em cảm giác như là mới bữa mới hồi nãy em đọc như là sau khi đọc là gần như là hết hơi á. Cảm giác như là đúng rồi ha. Bây giờ là mình lên một cái ngưỡng nữa, tức là sao? Mình đọc và mình thoải mái để mình mềm mượt cái câu chữ ra. Mình đọc, có thể mình đọc sai, có thể mình đọc nó chưa đúng. Nhưng mà sao cái tâm lý mình tiếp cận với các cái câu chữ đó, mình thoải mái ra. Tự nhiên bây giờ em đọc mở cái version hồi nãy, trước khi mà em nghe anh đọc, trước khi em nghe anh nói, tự nhiên cái version này em thấy là, em thấy trong từ bản thân em thấy là cái cách đọc của em nó cũng khác hẳn. Và em đọc xong cái tâm lý của em đối xử với cái câu này, em cũng cảm thấy là em đọc xong em thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chứ không phải là nó mệt như hồi nãy nữa, đúng không? Có tự cảm thấy như vậy đúng không? Hồi nãy nó có mỗi lần đọc xong giống như là gần như là thiếu hơi á, cái em đọc xong rồi thấy khá là mệt. Bây giờ là thấy cảm thấy nó thoải mái hơn đúng không? Dạ. Rồi, đọc lại thêm lần nữa ha, đọc lại thêm lần nữa để tận hưởng cái cảm giác thoải mái mà mình đã biết được ha, để mình lấy cái đó để mình làm cái để mình có giống như là mình biết rõ hơn về cái cách để mình tiếp xúc với một cái câu, để từ đó mà mình tiếp tục mình luyện tập. 1. Dạ. 2. In the 1980s, geophysicists made a startling discovery.
to continent-sized plot of unusual material we found deep near the center of the Earth, one beneath the African continent and one beneath the Pacific Ocean. It plot is twice the size of the moon and clearly composed of different proportions of elements than the mantle surrounding it. Có hơi xa chút xíu chỗ này nhưng không sao. Yeah. Mới là cái tâm lý mình tiếp xúc nó, mình đọc mình cảm thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng như vậy là ổn, rất là ổn yeah. luôn. Ha, từ đó mà luyện tập lên thì anh đảm bảo với em là điểm nó sẽ tăng. Điểm nó sẽ tăng, em đi theo là em đọc thoải mái cho nên em cũng sẽ cảm thấy rằng điểm nó sẽ lên. Dạ, em cảm ơn anh Trung. Ok, right. Anh mời bạn Uyên nha. Dạ. Extratropical forests and globally significant because they store vast quantities of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere and underlain by permafrost. When fires occur in this region, they emit large amounts of carbon dioxide CO2. Trong mặt mình vẫn đọc các bạn anh. Đúng rồi, vẫn đọc. CO2 and other greenhouse gases compared to other regions. Cái chữ này đọc gì đây? Yeah, dioxide. 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 Việt Nam mình hay kêu là carbon dioxide hay là dioxide carbon hay là cái gì ha? Dioxide đó là Việt Nam đọc. Tiếng Anh mình đọc là dioxide. Okay. Extratropical forests are globally significant because they store vast quantities of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere and underlain by permafrost. When the fires kill in these regions, they emit larger amounts of the carbon dioxide CO2 and other greenhouse gases compared to other regions. Cũng khá là ổn ha. Right, anh đọc mẫu qua nè. Extratropical forests are globally significant because they store vast quantity of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere are underlain by permafrost. When fires occur in these regions, they emit large amounts of carbon dioxide, CO2, and other greenhouse gases compared to other regions. Mềm một chút xíu nữa, thoải mái, đọc ha. Bắt đầu anh thấy là bạn cũng cảm nhận được những cái gì anh mới vừa nói với bạn Tiến ấy, nên là thấy một cái sự khác biệt trong cái lần đọc này rồi đó. Như vậy nữa ha, đọc thoải mái một chút xíu nữa, đọc nha. Yeah. Extratropical forests are globally significant because they store vast quantities of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere are underlain from permafrost. Where fire occur in these regions, they emit larger amounts of carbon dioxide, CO2 and other greenhouse gases compared to other regions. Em khó thay đổi thói quen anh ạ, từ từ. Anh biết dioxide, rồi. Dioxide. Bạn đọc từ đầu cho tới cái chỗ này là cực kỳ hay luôn ha. Underlain by permafrost ha, permafrost. Cực kỳ hay luôn, bắt đầu xuống cái chỗ này là mình hơi lủng củng một chút xíu ha. When fires occurs. Cái chữ này mình đọc sai nãy giờ hai lần, occurs. Occur hay là occur? Occurs in this region. They emit large amount of carbon dioxide, CO2, and other greenhouse gases compared to other regions. Ở trên xuống tới chỗ này, rất hay. Không có chỗ nào để anh chỉnh sửa gì nữa hết trơn á. Rồi, bây giờ thoải mái, relax ra, áp dụng những cái gì mình đã đọc được ở trên xuống tới câu dưới cùng nữa là nó perfect luôn. Lại lần nữa ha. Yeah. Oxide CO2 dioxide occur. Extratropical forests are globally significant because they store vast quantities of carbon of vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere are underlain by permafrost.
When fires occur in these regions, they emit larger amount of carbon dioxide CO2 and other greenhouse gases compared to other regions. Ok, nghe tạm ổn, gọi là tạm ổn thôi, vẫn còn một chút xíu cái sự gắn gượng. Vẫn còn một chút xíu cái sự gắn gượng. Giờ làm chủ được tình hình chưa? Đọc lại lần Dạ nữa rồi. nha. Rồi, rồi, ok, thoải mái. Đọc lại lần nữa nha. Extra tropical forests are globally significant because they store vast quantities of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere are underlain by permafrost. When fires occur in these regions, they emit large amounts of carbon dioxide CO2 and other greenhouse gases compared to other regions. Ok. Khá khá hơn chút ha. Nghe anh đọc lại lần nữa nè. Extratropical forests are globally significant because they store vast quantity of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere are underlain by permafrost. When fires occur in these regions, they emit large amount of carbon dioxide, CO2, and other greenhouse gases compared to other regions. Lại lần nữa nha. Extratropical forests are globally significant because they store vast quantities of carbon in vegetation and permafrost soils. Approximately 91% of these forests in the northern hemisphere are underlain by permafrost. When fires occur in these regions, they emit large amounts of carbon dioxide CO2 and other greenhouse gases compared to other regions. Good ha. Cái version vừa rồi đọc rất là hay luôn. Ha, bạn có cảm thấy bạn hài lòng với cái version vừa rồi bạn mới vừa đọc không? Dạ có, em sẽ nốt lại cái này để em về tập theo kiểu như này. Dạ rồi. Dạ anh mắm nghe lưng bạn luôn. Anh nghe bạn đọc và anh cũng cảm nhận được là cá nhân của bạn, bạn cũng cảm thấy hài lòng với cái version vừa rồi bạn mới vừa đọc luôn, đúng không? Dạ đúng. Đúng ha. Ok, tức là anh feel được cái sự hài lòng của bạn ở trong đó luôn á. Ok, rồi anh mời tiếp nha, Long Phi nha. Dạ vâng ạ. Câu này khó ha, đang đổi câu khác cho. Không, để em đọc luôn đi ạ. À. Kể nó. Để em đọc Kể lại đi đó ạ. ha. Cái Ok, hay đó. ok. Analysis. A new analysis applied to genetic diversity suggests that life come to American tribes one during the first wave of human migration across the parent tribe. Against during European colonization, Marina Askins currently at the khúc này nè USDIRS and College report this finding in a new study published November in the Open Access Journal Plus One. Ôi anh cái chỗ mà USDIRS vô trong đó nữa em không biết em bỏ luôn được không anh? Được. Bây giờ đọc the currently at the something and college report this finding in the new study published November 8th in the Open Access Journal Plus One. Plus One thì dễ để đọc rồi ha. Chữ này em đọc something đi. Không có gì hết. Mà nếu mà đọc đọc sao anh? USDIRS. À, dọc dễ thế hả? USDIRS. Đúng USDIRS. Đọc nhanh nhanh. USDIRS. Dạ. Thử nha. Ngày 2. A new analysis like genetic diversity suggests that life come to the American tribe one during the first wave of human migration across the parent tribe and against during European colonization marina. Xin lỗi đọc lại đi. Em quên dừng. European. A new analysis
A new analysis that like genetic diversity suggests that like comes to American child one during the first one of a human migration across the parent tribe against during European colonization. Marina Askin, currently at the USCIS and college, reports this finding a new study published November 8 in Open Access Journal Lost One. Khó nhỉ? Khó, đúng không? Khó mà mình nhớ là mình đừng có để cái thói quen là mình đọc nó luôn tuần nữa. Đọc có cái sự chủ động để mình ngừng nghỉ ha. A new analysis of like genetic diversity suggests that, suggest cái gì nè? A new analysis of like genetic diversity suggests that nè, nghĩ ha, suggest cái gì nè? Lies came to the America's tribe one during the first wave of human migration across the Bering Strait and again during European colonization. Marin Askun, currently at the USDA IRS and colleagues, reports this finding in a new study published November 8 in the Open Access Journal PLOS One. À, chỗ này em nên đọc something, không sao cả. À, ok, right. Anh đọc chậm rãi nè. Hả? Sao? Em hỏi xíu, cái chỗ mà Task One, em thấy bữa trước anh nói là khi mà nó có hai cái đó cạch, chỗ này là đọc luôn một lúc mà. Đâu có đâu. Nó không có nha. Không có nha. Đọc luôn là khi nào, ví dụ như đây nè. The Open Access nè. Tức là hai cái từ này nó muốn nối lại để nó làm một cái tính từ của cái journal là PLOS ONE này nè. Tức là cái journal này, tức là giống như là cái tạp chí mà nó là Open Access, tức là nó mở ra để mà mọi người cũng có thể mà xem được chứ không phải tốn tiền á. Thì có Open Access này, tức là một cái từ nối để nó muốn nói về cái tính từ của cái journal này, nó là Open Access ha. Đó. Còn cái này á là nó nói về là cái phân tích về cái diversity này, tức là cái sự mà đa dạng của cái ông chí á, khi mà nó đến với lại là cái nước Mỹ á, hai lần. Lần thứ nhất á là nó during cái gì á, và again tức là lần thứ hai, tức là một lần nữa thì during cái European colonization, chứ không phải là cái chỗ này đọc luôn là đây nè. À, nó khác nhau. Cái này là cái từ nối, nó muốn nối hai cái từ này lại, còn cái này là nó cắt nghĩa ra, nó kêu là bây giờ mấy cái công chí này nó tới Mỹ hai lần, bây giờ một lần á, là nó làm sao và cái lần thứ hai nó làm sao, kiểu vậy. À, chứ không phải đọc luôn nha. Right, bây giờ anh đọc nè, câu này cũng khó đó ha, anh đọc cũng không có chắc gì hay đâu. A new analysis of like genetic diversity suggests that lies came to the America's tribe one during the first wave of human migration across the Bering Strait and again during European colonization. Marina Askun, currently at the USDA IRS and colleagues, report this finding in a new study published November 8 in the Open Access Journal PLOS ONE. Last one, yeah. Bình tĩnh thôi, đọc chậm cũng được, không sao em. Yeah. A new analysis like genetic diversity suggests that life comes to American tribes one during the first wave of human migration across the parent side against during European colonization. Marina Askin, currently at the Something and College, reports this finding a new study published November in Open Access Journal PLOS ONE. Ok ha, đọc chậm cũng được, nhưng mà mình có cái sự chủ động mình ngừng nghỉ, tức là nghe trong cái cách đọc á, cái voice lúc nào nó cũng phải có cái sự chủ động, chứ như mình ấy, mà mình đọc mà luôn tuồng mình không hiểu, hay là mình đọc á, tức là giống như là cái kiểu giống như mình đọc mà mình bị động á, mình chạy cho nó hết chữ, mình lật đật mình lẹ 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 cho mình không hiểu nó mình đọc cái gì hết trơn á ha. Nên là nhớ là mình đọc là a new analysis of like genetic diversity suggests that life came to America's tribe one during the first wave of human migration across the Bering Strait and again during European colonization. Marina Askun, currently at the Something and colleagues, report this finding in a new study published November 8 in the Open Access Journal PLOS ONE. Yeah. Right.
Cái chỗ này em đọc nó đúng cũng là during European colonization. Học đó nó cứ hài lắng cắn. During European colonization. Đúng rồi, chuẩn rồi đó. European. Yeah, last one. A new analysis like genetic diversity suggests that last one to the American tribe was during the first wave of human migration across the parent tribe. Against during European colonization, Marina Askin, currently at the same thing, as college reports this finding in a new student published November I in Open Access Journal Plus One. Okay. And again, during European colonization, Marina Askun, currently at the Something and colleagues, reports the finding in the new study published November 8th in the Open Access Journal Plus One. Yeah. Bình tĩnh đọc thôi ha. Right. Giảm tốc độ lại, thoải mái, từ từ đọc lại thêm lần nữa nha. Dạ, em đọc ạ. Analysis. A new analysis on like the genetic diversity suggests that like ones come to American tribes was during the first wave of human migration across the parent tribe. Em đọc lại lần nữa nhé. A new analysis on like genetic diversity suggests that come to American tribes was during the first wave of human migration across the parent tribe. Against during European and colonization, Macarena asks McCordon at the Something and College reports this finding in the new study public November I in the Open Access Journal Plus One. Chắc là tập thêm. Hít thở đi, nhẹ nhàng xuống. Rồi, vẫn còn thời gian để cho em đọc, không sao hết. Dạ. Thoải mái nè, nhẹ nhàng nè, relax. Nghe anh đọc nè, feel được cái sự thoải mái và nhẹ nhàng của anh để mà mình áp dụng vào trong đó, chứ không phải là mình chạy. A new analysis of live genetic diversity suggests that lives came to the America's tribe once during the first wave of human migration across the Bering Strait. And again, during European colonization, Marina Askun, currently at the Something and colleagues, reports this finding in a new study published November 8th in the Open Access Journal Plus One. A new analysis of genetic diversity suggests that like come to American tribes was during the first wave of human migration across the parent tribe. Against during European colonization, Marina Askin, current at the Something at the College, reports citing in the new study public November I in the Open Access Journal Plus One. Vấn đề là mình vẫn còn căng thẳng nhiều quá đó ha, cứ bình tĩnh thôi ha. Rồi luyện tập thêm để giữ cái độ bình tĩnh và sự điềm tĩnh này ha. Yeah. Ok, right. Như là yêu cầu của Tiến cũng như là không biết là các bạn khác như thế nào, Phi với Uyên như thế nào, nhưng mà thôi thì theo yêu cầu của bạn Tiến hỏi thì không có bạn nào yêu cầu gì hết, anh sẽ review qua một lần nữa các cái phần reading này. Và mình làm như thế nào ha. Right. Thì đối với cái phần reading á, mà khi mình đi thi á, mình sẽ gặp cái phần read and write in là fill in blank này trước, xong mới tới là multiple choice, reorder paragraph, reading fill in blank và multiple choice single answer. Thì đối với lại là bất kỳ một cái target nào 65 và 79 luôn á, thì thật ra làm những cái multiple choice với multiple choice này nè, mới gọi là multiple rồi á, thì mình đừng có mất thời gian nhiều vào trong nó ha. Thì anh review một lượt reading và fill in blank này thì cái cách làm của nó là như thế này, thì nó có một cái câu như thế này và mình sổ ra đáp án một mớ cái này ha. Thì cái phần này nó đòi hỏi các bạn cái khả năng từ vựng của mình nó phải tốt thì các bạn làm mới đúng được nhiều,
ha. Thì khi trong cái cách học của mình á, là các bạn nên làm gì? Các bạn nên show cái answer này ra luôn ha. Show cái answer này ra rồi á, mình á nhìn để mình học, để mình điền vào á, để mình tạo cho, để cho mình chọn cho mình một cái lý do, mình tìm cho mình một cái lý do để mình nhớ cái đáp án ở đây ha. Thì trong quá trình làm á thì á, mình cũng phải có một cái kiến thức ngữ pháp nó gọi là cơ bản để mình hiểu là vì sao á là nó không điền những cái chữ khác mà tại sao nó điền cái chữ này. Rồi á là ví dụ như là tại sao chỗ đây nó điền cái chữ since ha, tại sao chỗ đây nó điền cái chữ là results ha, đó tại sao cái chỗ này nó điền là cái chữ là show ha. Đó rồi á, sau khi mình tìm được cái lý do mình nhớ thì cái cách này nữa nó cũng sẽ giúp cho các bạn nhớ nó lâu hơn là bằng cách các bạn copy cái này ra nè, các bạn bỏ lên cái Google dịch á ha, các bạn bỏ lên cái Google dịch để các bạn tạo cho mình một cái câu chuyện để mình nhớ là tại sao chỗ này nó để là cái chữ procedures mà nó không để là cái chữ là proportion hay là prediction hay là processes đó, hay là tại sao cái chỗ này nó để là cái chữ run, để mình hiểu được cái nghĩa của nó, mình xây dựng cho mình một cái câu chuyện. Thì khi mà mình xây dựng cho mình một cái câu chuyện á, thì cái đầu mình nó sẽ nhớ được những cái mối liên kết của cái này nè, bởi vì cái não ai cũng thích nghe chuyện hết á. Thì trước đây anh cũng có dạy, nhưng anh có dạy á, thì anh cũng không có làm gì khác hết á, không phải là anh bỏ lên anh dịch, nhưng mà anh đọc cái này trước, anh coi cái kết quả của nó trước hay là này kia gì đó ha, xong anh hiểu được cái câu chuyện và anh giải thích cái câu chuyện và các cái mối liên kết để giúp cho các cái bạn học viên á nhớ là tại sao cái chỗ này là mình chọn cái từ này, bởi vì có những cái mối liên kết, những cái cán cân hay là những cái lý do gì đó, anh sẽ đưa ra các cái lý do để các bạn nhớ. Còn bây giờ trong cái buổi của mình học á là nó không có cái phần reading, nên là anh chỉ hướng dẫn cái cách này thôi và yêu cầu các bạn là phải có một cái kỹ năng, một cái kiến thức về ngữ pháp cơ bản để các bạn nhớ và các bạn làm ở cái phần này đó. Rồi thì nhớ là phần này nó yêu cầu rất là nhiều về cái kiến thức về vocab, tức là cái khả năng từ vựng của mình ha. Rồi có câu hỏi gì cho cái phần này không? Tiếp nha. Nếu không có câu hỏi, ok, tới cái phần multiple choice, multiple answer này nè. À, multiple choice, multiple answer này nè. Thì á, nó sẽ cho mình á, là một câu nói như thế này. Đó, rồi, nói rất là dài luôn ha. Rồi xong sau đó nó cho một mớ các cái option này để chọn lựa. Thì bây giờ á, là mình đọc ở đây á, thì thật ra là đối với là cái phần reading á, đòi hỏi cái kỹ năng quản lý thời gian cực kỳ tốt. Ha, mình mà quản lý thời gian mà xí muội một cái ha, mình không có quản lý thời gian tốt là mình dễ bị fail và mình dễ bị thiếu giờ trong cái phần reading. Thời gian mà các bạn dành ưu tiên á, là nó phải phần này, và phần này là hai cái phần ưu tiên lớn nhất ở trong reading. Reading đầu tiên là mới vừa rồi, cái phần đầu tiên mà anh mới show á, và thứ phần thứ hai là cái phần fill and blank mà các bạn học thi gọi là drag and drop á. 65 thì có thể để ý tới phần này một chút, 79 thì đương nhiên là phải học cái phần này, nhưng mà 65 thì nhiều khi cũng không cần học cái phần này. Các cái phần multiple choice này xem như là bỏ qua ha. Thì bỏ qua làm sao, mình cũng đọc lướt sơ qua ha, tại nếu như mà cái phần một, cái phần này mình có thời gian thì mình trúng tủ để mình dành thời gian cái này một chút xíu á, tối đa là 2 phút cho câu này thôi, hoặc là không cần phải mất thời gian, mình đọc lướt qua một cái mất 1 phút cái câu này thôi, để mình dành cái thời gian mình xếp cái time này nó cho cái phần này nè, nó ăn nhiều điểm hơn. Rồi bây giờ cách trả lời cho cái phần này là sao, không có trả lời bậy bạ như thế này được ha. Bởi vì sao? Cái multiple choice á, mà mình trả lời á, ví dụ như câu A mà nó đúng, ví dụ như tổ hợp nó là ADE đi, là một cái tổ hợp đúng, thì mình trả lời được 3 câu như thế này mình ăn 3 điểm reading. Nhưng nếu như á mà mình không trả lời như thế này, 3 câu đúng rồi ha, mà mình chọn bừa thêm câu C này nữa, thì á nghĩa là cái chữ C này nè nó sẽ bù trừ ngược lại với lại là cái D, cho dù là D đúng đi ha, thì C với D này nó bù trừ ngược lại và mình chỉ còn có 2 điểm mà thôi. Vì thế nên multiple choice này á, anh khuyên các bạn rằng á, chỉ nên chọn một câu mà mình cảm thấy rằng mình chắc chắn đúng thôi, và đừng mất thời gian nhiều, bởi vì mình chỉ cần ăn một điểm thôi, và mình set cái time của nó để mình làm cho cái phần này nè ha, hoặc là phần này, nó tốt hơn rất là nhiều cho cái việc của bạn ngồi bạn cố gắng bạn hiểu hết cái ý nghĩa của nó, và để mà bạn làm thêm một câu nữa nó đúng, mà chưa chắc là nó đúng, và lỡ may nó sai thì nó bù trừ ngược lại. Nên là thôi mình chọn một câu để cái xác suất mình ăn được một điểm là, ví dụ như trong này là 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, thì khoảng chừng là khoảng 20,
khoảng mười mấy phần trăm ha. Đó, còn tốt hơn là cái chuyện là mình cố gắng mà mình rị ra thêm một cái nữa thì cái xác suất để mình đúng để mà ăn một điểm nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nên là cái cho dù cho tới cái lúc mà anh đi thi mà reading 90 điểm anh cũng chỉ chọn đúng có một cái đáp án thôi, mình vẫn đạt được 90 chứ không có bị mất điểm gì đâu, nên đừng lo lắng. Right. Đó là cái phần multiple choice, multiple answer. Reorder paragraph này á thì bạn nào đi thi rồi thì cũng biết mình sắp xếp các cái câu nó theo cái thứ tự, tức là sao một câu này tức là nó rối loạn xạ tùm lum hết trơn á, xong rồi bây giờ nó là một đoạn văn nhưng mà người ta cắt nó ra nhiều câu rồi xong người ta sắp xếp cái vị trí nó khác nhau đi. Và bây giờ á mình cần cái việc của mình là mình sắp xếp lại các cái câu theo đúng cái thứ tự mà mình hiểu cái ý nghĩa của nó và mình nghĩ rằng á là nó sẽ đúng. Thì á nó sẽ tính điểm như thế này, ví dụ như là đang coi cái là corresponds many drivers. Rồi, đại khái là như vậy đi, ví dụ như 3 2 3 1 2 4 này á là cái một kem, tức là một cái tổ hợp nó đúng đi. Thì bây giờ nó sẽ chấm điểm theo cặp, ví dụ như là 3 với 1 là một cặp đúng thì nó sẽ chấm điểm đây là 1 điểm. 1 với 2 là hai cặp, cặp thứ hai là đúng thì nó sẽ cho 2 điểm, 2 với 4 là một cặp đúng thì nó cho là 3 điểm, thì tổng bộ cái phần này thì mình có 3 điểm ha. Còn ví dụ như mà mình sắp 3 1 với là 4 2 như thế này thì á mình chỉ được 1 điểm thôi, 3 1 thôi. Đó. Hiểu ha? Rồi, thì cái việc của mình á, cái mẹo để mình làm cái này á thì thứ nhất á là nhớ cho anh một vài cái điểm như thế này, ví dụ như là theo thứ tự thời gian thì đương nhiên là thứ tự thời gian nhỏ thì nó nằm ở trên, thứ tự thời gian lớn thì nó nằm ở dưới ha. Rồi thứ hai á là tên á thì phải tên full xong rồi mới tới tên viết tắt ha. Ví dụ như là nó nói rằng á là cô Đinh Thị Long Phi hay là Đinh Long Phi gì đó thì sau đó mới nói được rằng là thì nó mới có một câu nó nói là cô Phi ha. Ví dụ như nó nói là cô Đinh Long Phi sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Xong sau đó thì nó mới muốn câu là cô Phi đi học tiểu học ở Sài Gòn chẳng hạn như vậy. Thì á full name nó phải nằm trước và cái short name nó sẽ nằm sau ha. Hiểu như vậy. Right. Ok. Ơ ân thì nó phải nằm trước đờ. Ơ ân thì nó thường hay nằm trước đờ. Ví dụ như nó nói là một trái táo ơ ân là một cái trái táo ân hay là an apple thì xong sau đó nó mới xác định là that apple hay là this apple hay là the apple, hiểu không ha. Thì giống như là sao, nó phải nói là một cái trái táo nó không không in general nào đó trước thì nó xong sau đó mới xác định rằng cái trái táo, thì hiểu những cái lý do đó để mình xác định, để mình xếp vô cho nó đúng. Và thứ hai nữa là nó có những cái ví dụ như là coral reef hay là coral reef mình xếp chung với nhau đó, đấy thì mình xác định như vậy. Thì để cái cách xếp của mình á, là nó tốt nhất, tại vì cái phần mà reorder paragraph này nó được mệnh danh là cái phần khó nhất của reading, thậm chí nó khó hơn cả của IELTS nữa. IELTS nó không có cái phần thi này ha. Bởi vì sao? Để mình hiểu được hết cái ý nghĩa và của cái văn phong, anh gọi là cái văn phong của cái người mà author, cái là cái người writer, cái người tác giả, nó không phải dễ. Có nhiều cái đoạn nó chơi rất là tricky, tức là sao nó viết theo thứ tự thời gian nhưng mà nó đảo ngược lại, tức là cái thứ tự thời gian của nó nói về, ví dụ như là cô Đinh Thị Long Phi là một người rất là thành công và ở Quảng Nam, và sau đó là quay ngược lại về lịch sử cô ấy sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Cô ấy sinh ra vào năm 1900 bao nhiêu đó ở Quảng Nam và xong sau đó là cô ấy đi vào đại học, nó kiểu vậy, nó chơi như vậy á ha, thì nó rất là khó để cho mình hiểu được, nên là được mệnh danh là cái phần khó nhất ha. Thì cái này nó chẳng có cái gì mà giúp cho mình được hết, ngoài những cái mẹo mà anh đã chỉ rồi. Thì á mình nên nhớ rằng mình luyện tập á, thì khi mình luyện tập á, cái cách của mình luyện tập là mình hơi mất thời gian một chút xíu. Tuy là anh cũng có soạn nhưng mà anh chưa có soạn xong, bởi vì nó rất mất thời gian và chỉ có một mình anh làm thôi. Thì á nên mình chọn ra này nè, ví dụ như 3 1 2 4 này mình sắp xếp đúng rồi này ha. Mình copy cái nội dung này ra, phải chịu khó thôi. Xong sau đó rằng á là mình sẽ nhìn, mình sẽ highlight lên cái cách học của anh từ xưa giờ luôn á nha. Để nhanh là coral reef này nè. Coral reef này nè, anh highlight nó lên để mình nhìn vào cái câu chuyện, mình hiểu là à cái
cái vendor voice này nè, đó, nó support cho cái gì ở đây, rồi mình hiểu tức là nhưng mà sao ở đây vendor voice này nè, nó also sustain, tức là nó also, tức là nó muốn nói về also, tức là ở trên nó đã nói về cái gì đó rồi, nó cái gì đó rồi mà nó tương tự với ý nghĩa này, thì mình highlight ở đây lên để mình hiểu, để lần sau khi mình vào thi mình gặp a là corrib này, là mình xác định là hai cặp này nó đi chung với nhau. Ở đây nó nói về support cái cuộc sống ở dưới đáy biển, và ở đây nó also sustain the livelihood ha, tức là nó also tức là sao, nó làm cái gì đó nó tương tự với cái việc ở trên này nè, cái này nó support cái marine life nè, ở dưới đây nó là over billion life nữa nè, livelihood nè, bởi vì nó also đó, thì mình làm như thế là mình sẽ hiểu được là nó có những cái lý do để mình dễ mình nhớ ha. Đấy sao corrib nó also, đã also thì ở trên nó cũng sẽ có một cái gì đó mà nó gần gần nó tương tự ý nghĩa như thế này ha, nó cũng là cái gì đó, nó cũng là cái gì đó. Ha. Rồi cái gì nữa thêm, this number, thì cái this number này nó refer to cái gì, this number nó refer to cái half billion of people này nè, đó, đó, thì mình highlight những cái chỗ này lên nè, để giúp cho mình á, đã học tủ rồi thì chỉ có vậy thôi, đó, là mình nhớ, mình sẽ biết là cái this number này nó sẽ phải refer to cái nào, bởi vì giống như anh nói là anh là nó phải nằm trước the, this, that vậy đó, thì cái this number này nó phải refer tới cái over half a billion, a billion people nè, đó. A billion people tức là hàng tỷ người nè. Thì bây giờ người ta mới nói là cái this number, tức là cái số lượng mà hàng tỷ người, một tỷ người này nè, thì nó sẽ expected, tức là nó double, tức là nó nhân lên gấp đôi ở trong cái coming decade, tức là trong những cái thập kỷ tới. Đó, như vậy. Rồi cuối cùng là cái câu in combination. Thì như thế, thì khi mình học như thế ha, mình chịu khó, chịu cực, mình soạn cái tài liệu cho chính mình, thì xong sau đó mình highlight những cái này lên, thì bảo đảm với bạn là sau khi bạn nghe anh giảng cái bài này, giống như như bài này, thì bạn gặp cho tới là một tháng sau bạn gặp câu này, bạn sẽ nhớ được là nó sắp xếp theo đúng cái thứ tự này. Đó là cái cách để mình xây dựng cái mối liên kết ở trong đầu mình cho mỗi cái đoạn văn mà mình nhớ. Được không? Có câu hỏi gì không? Dạ không ạ. Hiểu không? Thấy quá hay. Hay quá. Hay quá đúng không? Ok. Ok. Lâu nay em toàn dịch ra em học, ôi trời ơi, nó không có ra cái gì hết trơn. Ok. Bởi vì anh nói á, là cái tài liệu á, nó cũng là một phần quan trọng, nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái cách mình tiếp cận và mình học để mình hiểu nó, thì nó giảm cái thời gian của mình rất là nhiều, và mình hiểu và mình học đúng cái cách mà nó phù hợp với lại cái bộ não mình, nó thích tiếp cận với thông tin. Khi ngày xưa khi anh học cái này á, anh nghiên cứu tức là sao, cái bộ não của mình nó rất là thích nghe chuyện ha, bởi vì anh làm khá là nhiều về cái presentation, thì á, cái việc của cái não của mình á, khi mà nó nghe cái câu chuyện mà nó theo một cái logic của một câu chuyện, là tự nhiên nó sẽ nhớ cái câu chuyện nó lâu hơn là cái việc tức là mình cứ đọc chay mà mình không nghĩ nó là một cái câu chuyện mà mình cứ giờ mở lên dày. Trong khi bây giờ anh build up cho các bạn một cái câu chuyện là các bạn thấy là cái coral reef này nó unsold là tại sao? Bởi vì ở trên này nó cũng support và chỗ đây nó support. Cái this number này nó nói về cái billion people này. Thì là, bây giờ bạn nói là một tháng sau bạn gặp lại câu này, bạn cũng sẽ nhớ chắc chắn cái thứ tự như thế này. Đó là cái cách để mình nhớ. Thì cái não mình nó thích cái vậy. Nó thích những cái mối liên kết, nó thích những cái sự giống nhau và nó thích những cái câu chuyện. Đó. Rồi. Đó là cái phần để mình tự mình học cho cái phần reorder paragraph. Tiếp theo á, là cái phần reading fill in blanks này nè. Fill in blanks này á, thì ở trong các bạn hay gọi là cái re-âm, cái này là drag and drop. Thì cái drag and drop này á, nó đòi hỏi cái kiến thức ngữ pháp của mình. Kiến thức ngữ pháp của mình khá là phải khá là tốt. Ví dụ như là tại sao chỗ cái thì này trước sau gì đó thì mình phải để là động từ ed hay là động từ nguyên mẫu, hay là mình phải để là in, verb in hay là verb thường. Đó, hay là mình phải để là tính từ, hay là để mình để danh từ, hay như thế nào, số ít số nhiều gì đó. Nó đòi hỏi cái khả năng ngữ pháp của mình. Cái này loại trừ các cái từ bằng ngữ pháp là chủ yếu ha, sau đó mới tính về cái vocab, tức là cái ý nghĩa của cái từ và số lượng từ vựng mới. Thì ví dụ như mà mình chọn vô á, thì thường á, các bạn nhớ một cái điều này nè, tức là khi các bạn chọn từ á, thì thường á, nó sẽ có hai cái từ nó na ná nhau và dễ. Nếu là mình loại ra hết bằng ngữ pháp rồi thì nó sẽ hai cái từ giống nhau. Thì khi bạn chọn một cái từ đó, thì một cái từ anh nói ví dụ như cái từ mark với lại là cái từ convene này ha. Convene này tức là ví dụ như anh loại hết các cái từ này rồi và anh thấy rằng hai cái từ này nó có thể ráp vào đây được, thì nếu anh chọn cái từ này, nghĩa rằng cái từ này nó cũng tự automatic là nó cũng sẽ bị loại ra luôn. Hiểu không ha? Thì mình giảm cái xác suất của mình để mình chọn các cái từ khác vào trong này ha. Thì các bạn nên dành thời gian, bạn nào mà học thì nên dành thời gian
tập trung để mà làm bài cho cái phần này với phần này. Và cái phần này cũng vậy, tương tự, mở cái answer này lên ha, mở cái answer này lên và mình cũng xây dựng cái câu chuyện cho mình. Và cái cách xây dựng câu chuyện cho mình để mình nhớ, các bạn nhớ tương tự giống y chang giống như mà hồi nãy anh kể cái câu chuyện về cái call rip ở bên cái phần reorder paragraph cho các bạn. Các bạn làm sao á tạo cho mình một cái câu chuyện để mình nhớ nó là cái câu chuyện của mình thì mình sẽ nhớ nó rất là lâu ha, chỉ có vậy thôi. Rồi từ cái câu chuyện đó thì mình thấy mình làm lâu ngày mình sẽ biết là à, ví dụ như tại sao chỗ này á là nó understanding thì chỗ này á mình phải là foreign, bởi vì nó là cái cần, nó là cái cần, bởi sao ở bên đây người ta động từ cái inner thì cái chỗ này là understanding buộc, là buộc phải cái động từ thêm inner ở đây, thì mình loại bớt ra được một số từ để mình thấy là à, foreign hay là turning hay là referring kiểu vậy đó. Rồi được không, đó là cái phần này. Thì cái phần này á nó hơi khó hơn cái phần đầu tiên một chút xíu, là bởi vì nếu như bạn xách cái chữ của cái này bạn bỏ lên đây nè ha, bạn xách cái chữ này bạn bỏ lên đây là nghĩa là một lúc là bạn tiêu đi hai cái, và bạn tiêu đi hai cái blank luôn ha. Bạn bỏ lên đây cái này coi như cái chỗ này đáng đánh nằm đây, mà bạn bỏ lên đây là coi như bạn đinh ninh là cái chỗ này đúng rồi, coi như dưới này là không bao giờ bạn chọn được cái từ đúng luôn ha, là bạn đi bụi, là bạn bạn mất luôn là cả cái từ này à. Thì không sao, học về lâu và dài sẽ nhớ và sẽ build up cho mình một cái phản xạ và cái cảm quan từ. Nhớ rằng trong cái này nó có những cái collocation mà nó hay đi kèm với nhau, mà mình làm lâu dài á, thì mình sẽ nhớ thôi. Chứ còn mà bảo là bây giờ mở collocation ra mà học nó sẽ không bao giờ học được. Đừng có nên học như thế này. Đừng nên học thế này. Ngồi cái xong rồi suy nghĩ là nên bỏ cái gì vô, nên bỏ cái gì vô. Học như vậy nó mất thời gian, mà mình học như thế này nè. Đó, mình bớt đi một nửa thời gian của cái việc suy nghĩ và bây giờ chỉ chọn làm sao để nhớ cái này thôi. Đó, thì mình tiết kiệm thời gian, đằng nào mình cũng học tủ rồi. Đó, thì mình học như thế này mình chỉ tốn một nửa thời gian thôi so với lại là cái việc mà học như thế này, ngồi bỏ lên bỏ xuống hay là gì, ủ chích cha rồi cái từ này nó sai rồi, hết rặn nó hết như đây, cái xong rồi bấm answer lên, cái xong bắt đầu mới ngồi nhớ thì á nó sẽ rất là lâu ha. Mình cứ bấm ra để mình ngồi mình đọc, mình bỏ Google dịch cũng được ha, để mình nhớ. Right, đó là cái phần drag and drop. Rồi cái phần cuối cùng là multiple choice single answer này, nó không có khác gì cái multiple choice mà multiple answer, nhưng cái này á thì ok, mình chỉ chọn được một đáp án thôi. Thì anh khuyến khích là cứ nên làm, và khi mình làm tới cái phần này nè, mình nhìn cái thời gian á, khi bác anh đoạn đi thi á, cái thời gian nó sẽ nằm ở trên này nè, ở trên cái khung này nè ha. Và bạn tới cái phần này thì bạn phải biết được rằng đây là cái phần cuối cùng của cái phần reading rồi ha. Thì thấy cái câu hỏi nó còn một hoặc là hai câu và cái thời gian ở đây rồi, thì bây giờ biết rồi là book đã xe hết tất cả các cái phần khác rồi, không còn cách nào quay lại nữa. Ok, nếu như còn thời gian nhiều rảnh rỗi đúng không, đọc cho biết hết cái phần này đi, cho hiểu đi, để chắc chắn được rằng cái phần cuối cùng này mình chọn một câu cho nó chính xác ha, mình chọn một câu cho nó chính xác để mình cuốc lên là mình ăn điểm nó đó, như vậy là được. Hiểu không? Rồi tới phần này anh khuyến khích là cứ nên đọc nếu như còn thời gian ha. Tại vì sao? Đằng nào thì nó cũng đã qua hết những cái phần để mình ăn điểm rồi, phần này không nên bỏ ha. Rồi thì cứ rảnh rỗi thì cứ đọc hết này kia gì đó ha, để đảm bảo rồi mình chọn một câu hay là hai câu gì đó cho nó chính xác, để mình vét những cái điểm cuối cùng của nó. Đó là hết về cái phần reading. Rồi có câu hỏi gì không? Ủa anh, khi mà đi thi á là nó chia ra từng thời gian, cùng từ thời gian mà anh, ví dụ như mình vô cái phần đây là nó sẽ có hết cái thời gian này rồi nó chuyển qua một cái thời gian khác hay sao anh? Em chưa không. Hiểu có à, cái ok, cái đó là anh dự định để thứ bảy tuần sau anh mới nói là trong cái buổi cuối cùng để mà nói về cái tâm lý đi thi á. Nhưng mà sẵn bạn hỏi á thì không biết là bạn có coi về cái phần mà overall một cái bài thi, cái cấu trúc một cái bài thi PT, anh có up trên cái YouTube của anh á, bạn tìm, nếu bạn rảnh thì bạn tìm bạn coi ha. Thì anh sẽ nói rất rõ là cái phần nào nó có thời gian riêng của nó và phần nào nó có thời gian chung. Thì trong cái phần reading này nè, tổng cái thời gian từ cái phần này là nó cho thời gian chung. Thời gian chung nha, nó không có cho thời gian riêng. Chỉ khi nào ví dụ như phần này thời gian riêng nè, phần này thời gian riêng nè, phần này thời gian riêng nè, còn lại là từ đây xuống tới đây thời gian chung nè ha. Anh sẽ nói kỹ hơn trong cái buổi học cuối cùng để cho bạn biết cái chiến thuật để bạn quản lý thời gian. Còn đối với reading á, từ cái này, từ câu số 1, câu số 2, câu số 3, câu số 4, câu số 5, câu số 1, câu số 2,
Câu số 1, câu số 2, câu số 1, câu 2, 3, 4, 5, câu số 1, câu số 2 này nó là tổng thời gian chung. Và bạn khi bạn đi thi á, bạn sẽ thấy rằng ở bên đây nè, là cái số lượng câu hỏi nó tương ứng với là nó slash một cái, và cái số lượng thời gian nó sẽ đếm ngược ở đây là bao nhiêu phút. Bạn làm một câu, bạn bấm next qua một cái thì cái số lượng câu hỏi nó sẽ giảm đi một, và cái thời gian thì nó cứ đếm ngược lại thôi. Thì mình làm sao á, ideally tức là tốt đẹp nhất á, là mình làm sao để cái số phút, và cái số phút ở đây này nó chia ra làm hai á, nó chia ra cái số số câu hỏi nó bằng hai là được. Rồi đó, trả lời câu hỏi của bạn Long Phi. Còn ai hỏi gì nữa không? Bạn nào hỏi gì nữa không? Dạ, em hiểu rồi ạ. Hiểu rồi ha. Bạn Uyên có hỏi gì không? Chưa thi lần nào nè, có hỏi gì nữa không? Dạ không. Không ha. Rồi, anh giải thích cho cái cách học reading như vậy thì anh hy vọng là các bạn cũng thay đổi cái cách học một chút xíu để làm giảm cái áp lực cho cái việc học reading của mình ha. Rồi, thì đặc biệt là cái phần reorder paragraph và cũng như là hai cái phần fill in blank và drag and drop, mình thay đổi cách học một chút xíu ha, để mình giảm cái thời gian và mình cố gắng á, là mình phải tạo ra được cái mối liên kết bằng cách là mình xây dựng cái câu chuyện cho chính mình tự mình xây dựng cái câu chuyện cho chính mình thì mình sẽ nhớ ha. Rồi, ok, nếu không hỏi gì hết thì anh stop cái recording ở đây.